Xin chào năm trăm anh em, chào mừng năm trăm anh em đã quay lại với kênh Chuyện Tổng Hợp. Chuyên mục bạn hỏi admin trả lời của tháng 3 tới tận hôm nay mới lực lên cho anh em. Rất mong anh em thông cảm vì diễn biến các chương gần đây quá nhanh và hấp dẫn, có nhiều thứ khác để khai thác. Trong số thứ 20 lần này, vì thời gian chờ đợi lâu nhưng rất đáng giá vì chúng ta có nhiều câu hỏi cực kỳ chất lượng khiến mình phải tăng số lượng giao lưu từ 10 lên 13 member. Mở đầu cũng là cách để mình giữ mạng, cũng hãy đến với những câu hỏi đầu tiên ngày hôm nay. 1. Đó là ba câu hỏi của bạn Tunapi kèm theo lời đe dọa trả lời hoặc là hẹo nên mình phải rep ngay. Câu 1, anh nghĩ lính hải quân đã phản bội Mihawk trong quá khứ có thể là ai? SBS tập 108 có tiết lộ, đúng là SBS tập 108 có nhắc đến quá khứ của mắt diều hâu, nhưng mình nghĩ bạn chưa đọc kỹ. Oda chỉ lý giải nguyên nhân Mihawk gia nhập Thất Vũ Hải chứ chưa đề cập tới ân oán giữa ông ta và hải quân. Nguyên văn như sau. Xin chào Oda tiên sinh, trong chương 1058, Crocodile đề cập đến việc Mihawk trước đây được gọi là thợ săn hải quân, có phải bằng cách nào đó cũng liên quan tới lý do tại sao Mihawk gia nhập Thất Vũ Hải không ạ? Độc giả này chỉ hỏi nguyên nhân Mihawk gia nhập Thất Vũ Hải nên Oda cũng trả lời đúng trọng tâm. Mihawk là người có mối thù với hải quân trong quá khứ và từng trải qua sự phản bội lớn. Ở khía cạnh cô độc, anh ta giống như Crocodile, người không tin tưởng người khác, và điều đó làm Mihawk cũng cảm thấy mệt mỏi về cuộc sống. Trở thành thành viên của Thất Vũ Hải đồng nghĩa sẽ không bị hải quân truy đuổi, và qua đó Mihawk sẽ có được sự bình yên. Vì vậy, đó là lý do tại sao anh ta gia nhập. Tôi nghĩ thế, nhưng bây giờ hệ thống đó đã biến mất nên ý tưởng của Mihawk hiện tại là nấp sau cái bóng của Bucky. Đó là phần lý giải của Oda, chúng ta có thể hiểu như sau. Mihawk là người thú rất dai, điều đó được chứng minh qua việc hạm đội Don Krieg phá giấc ngủ trưa của ông ta. Kết quả là Mihawk truy sát chúng từ Đại Hải Trình tới tận Biển Đông, đến khi chém đôi sói hạm của băng Don Krieg mới thôi. Vì ông ta có biệt danh thợ săn hải quân cũng xuất phát từ một ân oán nào đó, khiến Mihawk căm ghét chúng. Gặp một tên giết một tên, Mihawk thừa sức giết sạch băng Don Krieg nhưng cố tình thả cho chúng chạy. Ông ta thích cảm giác đi săn và nhìn con mồi thấp thỏm sợ hãi, nghĩa là Mihawk với hải quân có thù, còn ông ta luôn đi một mình lại xuất phát từ việc bị phản bội, nhưng hải quân chưa chắc đã phản bội Mihawk. Theo Databook, Mihawk nổi danh trước cả kỷ nguyên đại hải tặc bắt đầu, lúc đó mắt diều hâu nổi lên như một kiếm sĩ siêu hạng, chứ cũng không thấy nói ông ta xuất thân là hải tặc hay hải quân. Có khi Mihawk chưa từng tham gia băng hải tặc nào, chỉ là cảm thấy mệt mỏi với việc chém giết săn hải quân rồi lại bị hải quân truy đuổi. Tuổi tác khiến ông ta chán ghét cuộc sống đó và chỉ muốn bình yên, vậy nên Mihawk xin gia nhập Thất Vũ Hải. Tất cả những gì chúng ta biết chỉ có thế, còn việc bị hải quân hay ai phản bội thì phải chờ sau này Oda tiết lộ. Câu 2, cho em hỏi là trong chapter 1111, nếu không tính cây gậy bóng trời mà Lù gặm cây tạo ra thì Lù lấy đâu ra thùng sơn cọ vào mũ cầu thủ ạ? Do Lù tự tạo vật chất hay Egghead có sẵn ạ? Cái này thì mình chỉ biết khuyên bạn thật lòng rằng đọc đến khúc thằng Lù nó bật gear 5 thì tốt nhất đừng có cố suy luận hay tìm kiếm logic nữa, vô tri lên. Wakiri hét một tiếng đến vết sẹo cũng bay mất, còn mỗi cái quần thì làm sao mà giải thích được những thứ khác. Đây là đặc trưng riêng chỉ Nika mới có, hoàn toàn tự do. Thùng sơn với cây cọ chỉ là hình thức búp Haki vũ trang lên gậy bóng chày, nhưng đã được cartoon hóa. Mà cosplay Shohei Ohtani thì cũng phải cho thêm cái mũ nó mới chuẩn chứ. Tầm này Lù nó muốn làm gì mà chẳng được. Câu 3. Số phận của hai hải quân trong Novel Ace là Isuka và Fordok Raw hiện tại ra sao? Liệu có trở thành kẻ thù hay không? Cái này cũng rất khó nói. Isuka xuất hiện ở chương 1, còn Raw xuất hiện trong chương 3 của tiểu thuyết Ace. Đây là tiểu thuyết do nhà văn Shun Hinata chấp bút. Chương 3 được minh họa bởi nghệ sĩ Kazuya Takahashi. Nội dung của Novel Ace được Oda giám sát nên các nhân vật trong tiểu thuyết sẽ là canon, tức chính thức. Có điều họ chưa xuất hiện trong manga ngoại trừ thành viên băng hải tặc Space. Tuy nhiên trên cương vị hải quân và hải tặc, nếu băng mụ dâm gặp hai người này, nhất là Draw, một phó đô đốc tư tưởng không khác gì Akainu, thì hiển nhiên đôi bên sẽ là kẻ thù của nhau. Có điều kiểu này lệch quá nên chẳng đáng nhắc đến. Dù sao mình cũng rep đủ ba câu hỏi của bạn rồi. Hy vọng boy phố Tunapi bỏ qua cho cái mạng nhỏ của mình nhá. Phần giao lưu thứ hai là ba câu hỏi của bạn Thịnh Phúc 7049. Câu 1. Roroxy có thể so với các chỉ huy số 1 hay không? Hoàn toàn có thể, chắc chắn hắn không yếu hơn Katakuri hay Kinh Hỏa Hoạn. Nếu chỉ tính các chỉ huy số 1 đã thể hiện sức mạnh trong manga, thì Roroxy chắc thua mỗi cư gian. Còn Mako, Kinh và Katakuri mình nghĩ chỉ xem nhau. Kata thì mạnh về Haki quan sát kết hợp với trái quỷ để né đòn, sát thương ở mức ổn nhưng thể lực không bằng hai người kia. Mako Phượng Hoàng lại chấp cho đối thủ đánh, anh sẽ hồi phục nhờ Doan Thần Thoại. Có điều cách chiến đấu của Mako nếu để cầm chân thì rất hiệu quả, nhưng cảm giác anh đầu dứa vẫn thiếu cái gì đó để kết liễu kẻ thù ngang cơ. Bằng chứng là khi gặp hai kẻ châu bò gồm King và Queen, Mako đã bị chúng đánh gục dù ban đầu đúng là anh cân 2. Nếu sát thương tốt hơn thì ít nhất Mako cũng phải xử được Queen bệnh dịch.
Về phần kinh, kết hợp doanh cổ đại với thể chất của tộc Lunarian thì hắn ta hoàn toàn ngang Marco về khoản phòng thủ. Cả ba chỉ huy này đều giỏi về thủ hơn là tấn công. Phong cách của King là chờ đối phương kiệt sức, hắn sẽ thu ngọn lửa lại nhằm tăng tốc, kết hợp lửa chùa của tộc Lunarian để tung đòn kết liễu. Còn Roroxy, mặc dù ăn doan thường nhưng hắn đã thức tỉnh, độ châu bò và khả năng hồi phục hơn hẳn Katakuri, kém King với Marco, nhưng bị Zoro chém cho 3 lần kèm tí sét đen mà vẫn tỉnh táo thì có lẽ chênh lệch về mặt này so với King hay Marco là rất nhỏ. Nhưng Luxy có sát thương cao hơn 3 người kia, Sentomaru đã thi triển Haki vũ trang cấp độ 2 từ trước Time Skip. Anh ta luôn tự hào phòng thủ của mình ở đẳng cấp thế giới, vậy mà vẫn bị ngón tay của Luxy xuyên thủng, cho nên Haki vũ trang mà Roroxy sử dụng xem ra đã ở cảnh giới cao nhất. Hắn cũng là đặc cầu giỏi lục thức nhất trong hàng ngũ CP0, sức chiến đấu của Luxy đủ trình sánh ngang với Number 2 bằng Tứ Hoàng. Dĩ nhiên, thuộc cư gian, còn Zoro như mình đã nói, anh vượt qua chỉ huy số 1 cỡ King, Kata với Marco lâu rồi. Câu 2. Ở arc hiện tại, S có nghĩ quy mô sẽ hoành tráng, xoán ngôi cả Marineford hay không? Tự lòng mình nghĩ là không, thậm chí có khi thua cả Aquano. Tính tới giờ, trận chiến thượng đỉnh vẫn là hoành tráng nhất, có điều cung bậc cảm xúc nhất từ dùng mình vì phấn khích cho tới những giọt nước mắt hoàn toàn không quá sạn. Ngũ Lão Tinh và một đô đốc mang theo 100.000 quân, đối đầu một băng Tứ Hoàng và người khổng lồ cùng lực lượng của đảo Egghead. Xét về quy mô cũng chưa bằng Marineford, trừ khi bây giờ hạm đội mũ rơm hay thêm thế lực khác tới, hai bên quyết chiến tổng lực một sống một con. Bằng không thì băng mũ rơm chỉ tập trung chạy thôi. Boss lần này gây gớm quá, e là Oda không để Ngũ Lão Tinh bị hạ gục sớm như vậy. Câu 3. Kiếm sĩ băng Zoren khi chưa ăn trái quỷ được đánh giá ngang Mazen Lăng, vậy giờ có trái tàng hình và thăm ngàn liệu đã tiệm cận đẳng cấp đô đốc chưa? Bên cạnh Thứ Hoàng thì level đô đốc cũng rất khác biệt, dựa vào địa vị trong băng Zoren và nhất là qua cuộc chiến với Gap, có thể thấy Shiryu Mưa còn kém Aokiji rất nhiều. Hắn là một kiếm sĩ xuất chúng, một đối thủ đáng gờm, nhưng tầm này mình thấy xét kèo Zoro với Shiryu là hơi lệch. Shiryu chỉ chơi trò cắn trộm được thôi, chứ nếu so kiếm thuật hay Haki thì Zoro đều ao trình rồi. Zoro đã vượt qua King, Kata hay Marco thì sắp tới đối thủ cũng phải tầm cỡ đô đốc hoặc hơn, chứ Shiryu chắc gây khó dễ thời điểm đầu như Roroxy vậy. Kết quả Zoro vẫn thắng mà không bị thương nhiều. Nói chung Shiryu vẫn còn cách trình độ của cư gian và các đô đốc một quãng tương đối xa. Tiếp theo tới lượt câu hỏi của bạn Hào Đào 51. Câu 1. S cảm nhận gì về tội ác của Thiên Long Nhân nói chung và Ngô Lão Tinh nói riêng cũng như so với Hải Tặc và Tứ Hoàng? One Piece là một thế giới mà hải tặc tốt còn chính quyền xấu. Dĩ nhiên, những tội ác mà chính phủ thế giới đã làm đáng ghê tởm hơn hải tặc rất nhiều. Những tên hải tặc khét tiếng tàn bạo như Rock Disebek, Kaido Bách Thú cũng chưa từng tàn sát cả một quốc gia bao giờ. Chính gia Tứ Hoàng tương đối yêu thương dân chúng, hay đúng hơn là cần có người dân, họ đóng thuế để nhận được sự bảo hộ khỏi các băng hải tặc khác. Tứ Hoàng dùng nguồn lực đó mua sắm tàu chiến, vũ khí và nuôi quân, họ chẳng dại mà đi đồ sát. Chính quyền thì khác, kể cả được Tứ Hoàng bảo kê thì vẫn phải cống nạp vàng trời cho Thiên Long Nhân. Bọn này thu thuế của cả thế giới nên chúng không thiếu tiền, coi con người như loài côn trùng. Cư dân trong vương quốc của Big Mom luôn vui vẻ, tươi cười, sống sung túc. Cái giá phải trả hàng năm là chút tuổi thọ, vẫn tốt hơn không theo Big Mom, rồi bị chọn làm địa điểm tổ chức hội thi săn thỏ. So với hải tặc, đám Thiên Long Nhân và nhất là Ngũ Lão Tinh, những kẻ mồm giảng đạo lý nhưng sống như cái hạ bộ thì đáng khinh hơn gấp ngàn vạn lần. Mình rất mong chờ một hoặc hai Lão Tinh bị oánh nhăn răng chó ở Egghead và xem cảnh người dân hành quyết Thiên Long Nhân như cái cách mà ba cha con nhà Doflamingo suýt nữa phải chịu nếu Luffy không thức tỉnh Haki Bao Vương đúng lúc. Câu 2. S có muốn Lão Tinh Saturn ngỏm luôn không vì tội ác đã gây ra cho gia đình Kuma? Chắc chắn rồi, mình cũng như bạn, căm ghét lão già đó đến cùng cực. Saturn ở vị trí thấp nhất trong Ngũ Lão Tinh, nếu có kẻ bị tiêu diệt thì ông ta khả năng cao là người đầu tiên. Hy vọng Nika sẽ giúp cha con Kuma báo thù và đánh cho con nhện già này xuống địa ngục rồi ba má cũng không nhận ra luôn. Câu 3. Cuộc sống hàng ngày của S là gì? Cảm ơn bạn đã quan tâm, mình cũng như bao anh em có gia đình khác thôi. Hàng ngày ngủ dậy thì lao ra ngoài kiếm tiền, khi rảnh rỗi hoặc có cảm hứng thì làm content YouTube. Ngóng tới trap mới của One Piece, một đam mê khó bỏ bên cạnh bộ môn thể thao vua. Dù bận bịu đến mấy cũng không nên bỏ quên sức khỏe, tập luyện và chơi thể thao là điều rất cần thiết nha. Bên cạnh còn rất nhiều nhiệm vụ khác trong gia đình như rửa bát, trông con, vân vân và mây mây. Đừng bao giờ quên trả bài nếu không muốn ngủ đất nha. Có dịp mình sẽ quay daily vlog cho anh em xem, hẹn một ngày không xa. Phần 3 chia sẻ hơi nhiều về mặt cảm xúc cá nhân, chúng ta sẽ chuyển qua đánh giá khách quan hơn với những câu hỏi tới từ bạn Tài Ngô 8586. Câu 1. Ngũ Lão Tinh mạnh như Tứ Hoàng hay không?
Có vẻ đây là điều được quan tâm nhất sau trận tơ 1111, với việc hai lão tinh xếp số 4 và số 3 thể hiện Haki Báo Vương, chắc chắn số 2 và số 1 cũng phải có loại Haki này. Thánh Ma có thể quán Haki Báo Vương lên cơ thể để phòng thủ và xuyên qua rào chắn, còn Wakiri giải phóng bá khí từ tiếng giống. Giả sử họ đều thức tỉnh Doan Thần Thoại thì level này hiển nhiên phải từ cấp đô đốc trở lên, thậm chí mạnh hơn cả đô đốc hải quân. Tuy nhiên, theo mình đánh giá thì Mars và Wakiri không thể ngang Tứ Hoàng. Hai lão tinh này tầm cỡ Luffy trong giai đoạn từ chapter 1010 tới chapter 1026. Khi ấy, cậu đã biết cách bọc Haki Báo Vương vào nắm đấm nhưng vẫn yếu hơn Kaido. Phải tới chapter 1026, Lù và Kaido so chiêu mới làm bầu trời bị chia làm hai, chính thức ngang tầm Tứ Hoàng về khoản Haki. Có điều đánh được một thời gian, Kaido vẫn vụt chết Luffy, nhưng ai có Haki quan sát đều nhận ra giọng nói của Lù biến mất, thức tỉnh trái quỷ Lù mới ngang cơ Tứ Hoàng được. Bà lão tinh kia chắc chỉ bằng Luffy trước giai đoạn đó thôi. Venus Nashizuru chỉ tầm Luffy tính từ chapter 1026 tới 1043, tức là lúc Luffy có Haki ngang Tứ Hoàng nhưng chưa thức tỉnh trái quỷ, kiểu Shinvarelli với Gap ở tuổi 78 ấy. Người duy nhất có thể solo song phẳng và đủ sức đánh bại Tứ Hoàng e rằng chỉ có mình Thánh Jupiter. Nhưng ba người nhỉnh hơn Đô Đốc tầm 9 trên 10 so với Tứ Hoàng, một người 9,7, 9,8 và một người ở đẳng cấp Tứ Hoàng thời đỉnh cao là quá khủng rồi. Nếu Ngũ Lão Tinh là Tứ Hoàng thì ai chơi lại nữa? Thực tế cũng chứng minh rằng Saturn đã bị Luffy áp đảo dù có Kizaru chọn chiến, nếu Wakiri tự tin mình ngang cơ đã chẳng phải chơi 3 đánh 1. Nói chung Tứ Hoàng vẫn là cái gì đó rất khác bọt, Ngũ Lão Tinh chỉ có thể có một người ngang tầm. Câu 2. Hải quân chiếm bao nhiêu phần trăm sức mạnh của chính phủ? Chính phủ thế giới là một thế lực khổng lồ, được cầm đầu bởi Imu và do Ngũ Lão Tinh thay mặt điều hành, lực lượng cũng vô cùng hùng hậu. Hải quân chưa bao giờ là bộ mặt của chính phủ mà chỉ đóng vai trò trấn áp tội phạm nói chung và hải tặc nói riêng, đồng thời xử lý quốc gia nào có dấu hiệu nổi loạn, chẳng hạn như Ohara. Hải quân giống thanh gươm của chính phủ, còn CP0 là tấm khiên bảo vệ Thiên Long Nhân trong mọi chuyến công du do Ngũ Lão Tinh trực tiếp chỉ huy. Các lực lượng từ CP1 đến 9 được giao cho Thủy sư Đô Đốc cùng 3 Đô Đốc điều phối. CP0 chỉ phối hợp hành động chứ không nhất thiết phải tuân lệnh. Hải quân đã đông lại còn có nhiều vũ khí công nghệ cao như Pacifista hay Seraphim. Tuy nhiên Cypherpole cũng đông chẳng kém. Hạm đội được cử đến bao vây bên ngoài Wano Quốc là một ví dụ. Cả hai lực lượng này gọi chung là quân đội chính phủ, với Tổng tư lệnh không là lãnh đạo cao nhất. Bên cạnh tấm khiên và thanh gươm, chính phủ vẫn còn lợi dao trong tay áo, chính là các thánh hiệp sĩ đều mang dòng dõi Long Tinh. Tuy không đông nhưng mạnh thì còn hơn cả CP0, nhất là thủ lĩnh Fireland Garling. Mình tin chắc ông ta chẳng thua gì Akainu. Chưa kể Ngũ Lão Tinh toàn quái vật vô cùng đáng sợ. Nếu Ngũ Lão Tinh và đội hiệp sĩ thánh chiếm 50% tổng sức mạnh thì hải quân sẽ chiếm khoảng 35%, còn 15% kia thuộc về Cypherpole. Té ra hải quân cũng không ghê gớm như chúng ta nghĩ. Câu 3. Aokiji và Ben Beckman, nếu cầm quân thì ai sẽ thắng đây? Đây là ý tưởng rất hay. Trong một trận combat tổng thì sức mạnh của cá nhân là quan trọng, nhưng chưa quan trọng bằng chiến thuật, chiến lược quân sự. Nếu như một đô đốc có thể chỉ huy cả hạm đội gồm hàng trăm tàu chiến thì Number 2 băng Tứ Hoàng cũng nắm quyền điều động cả băng cùng hạm đội các băng đồng minh. Vai trò của họ trong chiến tranh là tối quan trọng. Cứ nhìn cách Sengoku không cần ra tay vẫn đẩy băng dâu trắng vào thế khó là hiểu. Bố già không xuất trận sớm vì ông cần đứng quan sát thế cục, điều động nhân sự. Không phải dâu trắng tinh ý nhận ra cái bẫy của Sengoku thì e rằng băng của ông đã bị bao vây trong vịnh để mặc cho hải quân nã đạn. Đầu óc, kiến thức, sự thông minh, khả năng phán đoán và ra quyết định thật quyết đoán, sáng suốt. Điều đó có ở Ben Beckman, người thông minh nhất Biển Đông và được Oda miêu tả là có thể một mình đánh lại đô đốc hải quân. Kể cả khi cầm quân, mình tin bác Ben cũng đủ khả năng chỉ huy một cuộc chiến quy mô lớn. Xét về mặt này, xem chừng Ben Beckman còn nhỉnh hơn Aokiji, gã lười của hải quân. Nếu cư gian đầu óc được như Sengoku, Ngũ Lão Tinh đã chấp thuận đề bạt của cụ Sen chứ không bổ nhiệm Sakazuki, dẫn đến trận quyết đấu giữa hai người và cư gian rời khỏi hải quân. Sau thời Sengoku, Akainu là đô đốc văn võ song toàn nhất, đủ để đánh bại Ben Beckman trên bàn cờ quân sự, chứ Aokiji và các đô đốc kia thì không. Tiếp theo chúng ta sẽ cùng đến với những câu hỏi tới từ bạn Hoàng Phạm. Chào Ad, cho mình hỏi 3 câu. Câu 1. Đội CP0 ở Wano Quốc so với Kaku và Luxi, bên nào mạnh hơn? Cái này chắc chẳng cần nói cũng biết, riêng Roroxi đã ngang cơ các chỉ huy số 1, thừa sức ao trình cả ba tên kia rồi. Cả Maha đấu với Izo vừa bị Kaido dần cho như tử, xong lại dính viên đạn vào bụng khi cứu Usopp. Nhưng Izo vẫn đủ sức kéo Maha chết chung, chứng tỏ bọn này còn chẳng bằng Tobiroppo. Mỗi gã đội trưởng tên Ginika còn tam tạm, hạ được X-Drake dễ dàng nhưng vẫn chưa thể so sánh với Roroxi. Kaku cũng thức tỉnh được năng lực, chẳng cần Stussy, chỉ cần hai người nhóm Kaku Luxi cũng đủ ăn đứt ba thằng đặc cầu CP0 được cử đến Wano Quốc.
Câu 2, sức mạnh thuần túy của các tứ hoàng như Dâu Trắng, Kaido, Big Mom có mạnh hơn Frodok hay không? Điểm này lại càng không cần bàn cãi, hãy nhìn cái cách mà Dâu Trắng bệnh tật bán hành cho hải quân ở tổng bộ là rõ. Tứ hoàng có được thành tựu như vậy hoàn toàn dựa vào thực lực của bản thân, chứ không phải trái quỷ. Big Mom được mẹ Caramel chào hàng cho CP0 rằng đứa trẻ này có tiềm năng trở thành đô đốc, thậm chí là thủy sư đô đốc, một quái vật bẩm sinh trăm năm hiếm gặp. Kaido cũng tương tự, 19 tuổi được đích thân Dâu Trắng tới mời gia nhập băng Rogues vì Sebek rất thích hắn. Vương quốc Vodka cũng nghèo, dựa vào một mình Kaido chiến đấu với các nước khác để kiếm tiền đóng thuế cho Thiên Long Nhân. Edward Weavin thì được Kizaru nhận xét là giống hệt Dâu Trắng thời trai trẻ với sức mạnh thuần túy. Mà bạn thấy ngoại trừ thầy ông nội có Frodok nào so được với Thất Vũ Hải không? Đương nhiên là không rồi. Kể cả chấp trái quỷ lẫn Haki Báo Vương thì Tứ Hoàng vẫn ao trình Frodok. Giết gà thì cần gì dùng dao mổ trâu. Câu 3. Nếu giờ các hải quân chính trực như Đô Đốc Hổ Tím biết Ngũ Lão Tinh định khử với Cao Băng thì thế nào đây? Nói thật với bạn là chịu chứ biết làm thế nào, Kizaru đang ở Egghead mà vẫn phải ra tay với bằng hữu thì làm gì có Đô Đốc nào dám bật Ngũ Lão Tinh, kể cả dám đi chăng nữa, bạn nghĩ họ có cửa à? Nhưng mình hiểu câu hỏi này theo nghĩa sâu xa hơn, ý định từ chức có lẽ đã nhen nhóm trong đầu chú Liêm, việc làm của Ngũ Lão Tinh sẽ dẫn tới sự bất phục đối với những người kính trọng Vegapunk, vụ này không dễ chìm xuống như Ohara được. Vì xét cho cùng, những đóng góp của Vegapunk đối với nhân loại là không thể đong đếm, trừ khử ông để che giấu bí mật của chính phủ. Dù buổi phát sóng bị gián đoạn thì Fujitora và các hải quân chính trực chắc chắn sẽ đặt câu hỏi. Hiển nhiên Ngũ Lão Tinh không thể giải thích mà sẽ quyền lực áp chế họ. Như vậy thì chỉ càng khiến hải quân rời xa chính phủ thế giới, sẽ có nhiều người từ bỏ quân tịch và gia nhập đội Squad hơn mà thôi. Tiếp đến là 3 câu hỏi của bạn Trần Luân 1013. Câu 1. Báo Đô Đốc ăn được băng dâu đen hay không? Có, ăn được, nhưng mà là ăn đòn, ăn hành. Hãy nhìn Luffy hành hạ Kizaru và Saturn khi đồng hồ bắt đầu đếm ngược đến lúc chú Liêm bị đánh gục, chỉ mất vỏn vẹn có 10 phút. Saturn biết mình không thắng nổi nên vội vàng triệu hồi 4 lão còn lại đến hỗ trợ. Cứ coi như Luffy đấu với 2 Đô Đốc thì cậu vẫn win được. Mà Teach rõ ràng không kém cạnh dù lối đánh có phần ô dè hơn, dễ dính đòn hơn. Nhưng solo mình không nghĩ Luffy ao trình được Teach như cách cậu ta chiến thắng Kizaru, cho nên Zoden cũng đủ sức cần 2 Đô Đốc. Cứ gian lo người còn lại cho tính đến 9 tên chỉ huy Titanic kia nữa. Kể cả 3 Đô Đốc dẫn theo hạm đội tương đương lực lượng bảo vệ Egghead đến Hachinosu, bảo đảm họ sẽ không bị nặng, chỉ nặng người khiêng. Vì năng lực mà Teach và cư gian sở hữu cực kỳ thích hợp để combat tổng, Teach còn vô hiệu hóa được năng lực ác quỷ của kẻ khác, Đô Đốc thiếu đi Haki Báo Vương gặp hắn hoàn toàn không có cửa. Câu 2, có phải băng Dâu Trắng là băng tứ hoàng mạnh nhất không, tính cả hạm đội đồng minh, vì ngay cả Big Mom cũng đề cao Dâu Trắng. Cái này thì theo mình bạn nói đúng, trong đoạn Big Mom nói chuyện với Luffy về việc Lola từ chối liên hôn với hoàng tử Loki của Mbappé, bà ta bảo rằng nếu không tại con ngu đó ta đã có được sức mạnh của người khổng lồ, khi ấy ta sẽ có thể nghiền nát Kaido, tóc đỏ, thậm chí là cả Dâu Trắng và ta sẽ trở thành vua hải tặc. Trong câu nói của mình, Big Mom dành sự tôn trọng cực lớn cho người đàn anh trong băng Rock năm xưa, bà ta xếp Dâu Trắng ở mâm trên so với các tứ hoàng khác. Sengoku cũng hét lên cảnh báo hải quân rằng, hãy cẩn thận, kẻ mạnh nhất thế giới đã ra trận. Người ta gọi Edward Newgate là người đàn ông mạnh nhất thế giới, là người gần với kho báu One Piece nhất. Vào thời đỉnh cao của tất cả các băng, thì băng hải tặc Dâu Trắng vẫn là số 1, đứng đầu kỷ nguyên đại hải tặc. Câu 3. Aokiji và Ben Beckman ai là chỉ huy số 1 mạnh nhất? Chỉ huy số 2 mạnh nhất hiện tại nghiễm nhiên là mắt diều hâu Tracheal Mihawk nha. Nhưng ở trên vừa có bạn so sánh khả năng cầm quân đánh trận giữa hai nhân vật này, giờ bạn lại muốn họ solo nên mình nói luôn. Ben McMahon được Oda nhận xét rằng có thể một mình đánh lại Đô Đốc Hải quân, lưu ý là đánh lại chứ không khẳng định là đánh bại nha. Tuy vậy thì cư gian hiện tại thọt một chân nên kèo này mình đánh giá là 50-50. Ai bất cẩn ăn đòn hiểm trước người đó thua, còn tổng thể thì cả văn lẫn võ thì mình chọn Ben McMahon. Đó là 6 phần giao lưu đầu tiên của số hỏi đáp thứ 20. Phần còn lại hẹn anh em vào một ngày gần nhất. Cảm ơn anh em đã xem hết video này. Nếu thấy hay đừng quên ấn like và subscribe để ủng hộ cho kênh Chuyện Tổng Hợp nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.